Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc đây. Và giờ phút này là lúc nửa đêm rất là yên tĩnh, nhưng mà Lộc vẫn đang suy ngẫm về một cái nhân vật, đó là nhân vật Hàn Tín trong truyện Hán Sỏ Tranh Hùng. Thì Lộc muốn chia sẻ cái bài học của cái nhân vật này dành cho các bạn. Thì trong cuộc sống này, ai chúng ta cũng đều có người bề trên, có người bề dưới, và cũng có người ngang bằng cấp với chúng ta. Người bạn bè, người chiến hữu của chúng ta, thì ai cũng có những điều này. Những cách mà chúng ta đối diện với những người này, ăn nói với những người này, cư xử với những người này thì chúng ta phải như thế nào? Thì ở đây chúng ta biết rằng là bắt đầu xuất hiện nhân vật Hàn Tín trong truyện, thì bạn sẽ thấy nhân vật Hàn Tín là một nhân vật góp nên, tạo nên sự thành công của nhân vật Lưu Bang, nhưng cuối cùng lại lại chính vị vợ của Lưu Bang là Mã Trĩ, là hoàng hậu giết chết, và giết khi giết Hàn Tín rồi thì giết kèm theo cả gia đình và họ hàng của Hàn Tín. Thì đấy là một cái điều rất là đáng thương và đáng tiếc cho cái một con người tài giỏi như Hàn Tín, đã đưa từ mình là kẻ lang thang đầu đường xó chợ, không có nhà không có cửa, đến mức độ là làm tề vương, làm đại vương, mà cuối cùng vẫn phải chết. Thì trong cái nhân vật Hàn Tín này có rất nhiều điểm tốt, như ông là người hiếu đạo này, khi mẹ chết thì bán hết đất đai nhà cửa, bán hết tài sản, bán hết nhà cửa để lấy tiền tổ chức đám tang cho mẹ, rồi là xây cho mẹ một cái mộ này, rồi mặc dù biết rằng là sau đó mình sẽ phải đi lang thang. Rồi là ông có tấm lòng biết ơn khi ông làm tề vương, rồi ông khi ông làm tề vương ông biết ơn, ông trả ơn cho cái người đã cho ông ăn bên đường, rồi là cũng nhớ ơn Lưu Bang, không phản bội lại Lưu Bang khi mà ông thanh thế nhất, ông cái vị trí cao nhất của đời ông. Nhưng mà cuối cùng tại vì sao Lưu Bang và gia đình Lưu Bang không tha cho gia đình Hàn Tín, không tha cho nhân vật tài giỏi này, thì cũng cái lý do mà chúng ta cần phải học cái bài học của Hàn Tín để chúng ta tránh được cái lỗi của Hàn Tín. Tránh được cái lỗi của Hàn Tín thì chúng ta sẽ không bao giờ lâm vào cái tình cảnh của người Hàn Tín là sẽ bị trừ diệt. Thì cái giả sử Trung Quốc nói đến cái việc tranh quyền đoạt vị về ngôi báu, về ngai vàng ấy, về chức vụ làm vua đấy, thì là cái chức vụ cao nhất, và để bảo vệ cái chức vụ cao nhất này, cái địa vị cao nhất trong xã hội là làm vua này, thì ta sẵn sàng giết chết bất cứ ai, giết chết bất cứ ai, thậm chí là anh em ruột thịt họ cũng giết nữa, con giết cha để cướp ngôi báu của cha cũng có, trong lịch sử nó là như vậy. Thì Mã Trĩ là hoàng hậu giết Hàn Tín, thì đó là một cái điều mà ta cũng có thể thấy nó là hiển nhiên để bảo vệ cái ngôi báu rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái điều đáng thương, điều đáng tiếc cho một người Hàn Tín, nó là phạm cái lỗi rất nhỏ thì là dẫn đến cái hậu quả rất lớn. Cái đặc điểm của nhân vật Hàn Tín ở đây là tài giỏi, trung, hiếu, đạo, nhưng mà có một cái là quá kiêu ngạo các bạn ạ, quá hống hách. Con người của Hàn Tín không biết đủ và không có lòng khiêm nhường, không biết đủ, không có lòng khiêm nhường. Thì thật ra cái lỗi này thì cũng phải trách ở một cái chỗ, tại vì Hàn Tín quá giỏi, bởi vì ông giỏi nên là ông uất ức, ông uất ức. Thì cái điều mà Lục muốn phân tích cho các bạn ở đây là nhân vật Hàn Tín ấy, tiền không có, quyền thì không, đúng không? Xuất thân thì là quá nghèo và không quyền thế trong xã hội. Võ thuật thì ông không bằng ai, nhưng ông chỉ có một cái đầu, ông chỉ có một cái đầu, đó là ông học được rất nhiều thứ, ông học được rất nhiều thứ. Cái mà ông thua nhân vật Hạng Vũ đó là gì? Đó là nhân vật Hạng Vũ là người có dũng khí, đó là người giỏi võ thuật. Cái mà ông thua nhân vật Lưu Bang là nhân vật Lưu Bang có trí khôn của cái lưu manh, có trí, có cái mưu trí của người lãnh đạo, còn Hàn Tín thì không có cái mưu trí này, bởi vì kiêu ngạo. Lộc muốn nói ở đây thì các bạn hình dung ra được là Lưu Bang xuất thân từ là một nhân vật là gì, nhà cũng nghèo đúng không, rồi ăn chơi suốt ngày, trai gái cờ bạc, không lo lắng gì đến tương lai cả, đúng không? Thì mãi sau này gần 40 tuổi ông mới bỏ tiền ra mua một chức quan, mua được một cái chức quan nhỏ nhỏ,
rồi tiếp tục ăn chơi như vậy, đúng không? Đến khi may mắn lại lấy được một người vợ có nhà giàu thôi, đúng không? Thì đấy là cái may mắn của Lưu Bang. Nhưng mà trước khi có được cái may mắn đó, trước khi có được cái may mắn lấy một người vợ giàu có, một người vợ giàu có và người bố vợ giàu có, may mắn, trước khi có được may mắn đó, Lưu Bang đã thể hiện cái tài lãnh đạo của mình, đã thể hiện cái trí tuệ khôn ngoan của ông. Ông không học nhiều sách, không biết võ, làm cái hèn nhát nữa. Nhưng rất nhiều người khác thích đi theo ông, rất nhiều người khác thích nói chuyện với ông, rất nhiều người khác suốt ngày nẽo đẽo theo ông. Đó là thể hiện cái sự thành công của Lưu Bang. Và tương tự như Lưu Bang thì Hạng Vũ cũng làm được điều này. Hạng Vũ làm được điều này bởi vì ông có trí dũng và ông giỏi võ, nên là bởi cái sự giỏi võ của ông và cái dũng khí của ông mà ông kéo được người khác đi theo mình, kéo được người khác làm việc cho mình, kéo được người khác giúp mình phục hưng nước Sở. Đó là cái tài của Hạng Vũ. Hạng Vũ thì dùng cái trí dũng của mình, nhưng mà Lưu Bang thì dùng cái trí tuệ của mình. Tuy rằng cái trí tuệ này nó hơi lưu manh một chút, nhưng mà nó cũng là cái tài xuất chúng của người lãnh đạo, đúng không? Nhưng mà các bạn biết rằng Hàn Tín là một người rất giỏi, rất giỏi. Đánh trận nào thắng trận đấy, nhưng mà không làm được như Hạng, nhưng mà không làm được như Lưu Bang, cũng chẳng làm được như Hạng Vũ. Bởi vì một chỗ là gì? Không có ai đi theo Hàn Tín cả. Ông có trí tuệ nhưng ông chưa thuyết phục được ai, chưa thuyết phục được ai cả. Chỉ cho đến khi Lưu Bang giúp đỡ Hàn Tín, cho đến khi Lưu Bang giúp Hàn Tín, nhìn thấy cái tài của Hàn Tín, nhìn thấy cái hiểu biết của Hàn Tín, và đưa Hàn Tín vào làm đại tướng quân. Và khi làm đại tướng quân rồi, được cái chức vụ cao nhất trong nhà binh rồi, thì ông bắt đầu lúc đấy ông mới phát huy hết cái kiến thức của mình, phát huy hết cái kiến thức của mình, cái khả năng của mình có được, mình học được, và ông sử dụng, ông đánh trận nào thắng trận đấy, và ông chiếm được Tề Yên Triệu và giúp Lưu Bang trở nên là vua, đúng không? Thì đấy là cái sức mạnh của Hàn Tín. Hàn Tín quá giỏi, quá giỏi. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là gì? Là Hàn Tín không thể làm được như Bang, chẳng làm được như Hàn Vũ, nhưng lại kiêu căng, nhưng lại tinh tướng, lại ngạo mạn. Đấy, ngạo mạn. Trong đời của Hàn Tín ấy, thì có một nhân vật gọi là nhân vật Khoái Triệt. Nhân vật Khoái Triệt các bạn. Nhân vật này luôn luôn xui Hàn Tín. Luôn luôn xui Hàn Tín là phản lại nhà Hán khi mà ông còn đang ở chức Tề Vương. Ông đã chiếm Tề Vương. Lúc mà bắt đầu chiếm được Triệu, chiếm được Yên, thì cái nhân vật Khoái Triệt này luôn luôn xui Hàn Tín là phản lại nhà Hán. Lúc này có quyền trong tay rồi, có binh quyền trong tay rồi, lên phản lại nhà Hán. Và khi mà ông trở thành Tề Vương, Khoái Triệt tiếp tục khuyên rất nhiều lần là Hàn Tín phải phản lại nhà Hán, phải phản lại nhà Hán để sau này không chết uổng. Nhưng cái vấn đề là Hàn Tín là người trung nghĩa, có đôi lần cũng do dự, cũng có ý định, cũng không, nhưng cuối cùng là không phản lại nhà Hán, Nhưng ông lại luôn luôn tỏ ra rất kiêu ngạo, luôn luôn lấy cái địa vị mình là rất cao trọng, luôn luôn lấy cái địa vị, luôn luôn ở cái thế là mình tài giỏi, mình coi thường và mình coi khinh Lưu Bang, mình luôn luôn làm khó Lưu Bang, thể hiện lòng trung nhưng thể hiện không hết, thì ở đây cái bài học của nhân vật Hàn Tín. Và bởi thế mà sau này khi Lưu Bang trở lên làm vua rồi thì lập mưu không cho Hàn Tín làm đại vương nữa, thì Hàn Tín uất ức. Lúc đấy có thể là cũng là lập mưu phản hoặc là như thế nào đó, nhưng cuối cùng rồi khi hủy chức vương rồi thì Hàn Tín bị chết, và dòng họ của Hàn Tín, người thân gia đình Hàn Tín bị chết bởi Lã Chĩ là hoàng hậu của Lưu Bang. Thì câu chuyện của Hàn Tín này nó cho chúng ta một cái bài học như thế này mà Lục muốn phân tích cho các bạn phải hiểu rõ, đó là nếu như các bạn thật sự tài giỏi đấy, nếu như các bạn thật sự tài giỏi thì các bạn phải biết là các bạn phải như Lưu Bang, phải như Hạng Vũ, đó là các bạn phải kéo được người khác đi theo mình, thuyết phục được người khác làm việc cho mình, đi theo mình làm việc cùng mình, các bạn phải thuyết phục người khác trong sự lãnh đạo của mình, đúng không?
Còn nếu như các bạn không thuyết phục được người người khác ở trong lãnh đạo của mình mà chỉ có cái trí học như là Hàn Tín thôi thì các bạn vẫn là người bình thường, vẫn là bình thường. Đấy, cái đấy là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là khi các bạn đã là người bình thường như Hàn Tín rồi thì các bạn và phải gia nhập vào một đội nhóm của người khác, phải gia nhập vào một cộng đồng của một người khác đã tạo lập nên. Và khi bạn đã gia nhập vào đấy rồi, bạn đã gia nhập vào đấy rồi thì chắc chắn phải trung thành với họ, chắc chắn trung thành với họ. Còn nếu như bạn cảm giác là bạn giỏi hơn cái người lãnh đạo đó đang giỏi, cảm giác bạn tốt hơn cái người lãnh đạo đó đang tốt, thì đừng bao giờ có ý là mưu phản, đừng bao giờ có ý là lật đổ, hay là đừng bao giờ có ý là mình sẽ vào đây rồi kéo một lượng người của họ, kéo một số lượng người của họ, phân rẽ ra, chia rẽ ra, tách ra khỏi họ. Đừng bao giờ có ý nghĩ như vậy. Nếu như bạn cảm giác bạn vào cái cộng đồng đó, vào cộng đồng đó bạn giỏi hơn cái người chủ đó, thì bạn nên tách ra. Bạn đã tách ra khỏi cái chủ đó, bạn giỏi hơn cái người lãnh đạo của cộng đồng đó, thì bạn tốt nhất bạn đi ra khỏi và đi ra một mình. Đừng kéo theo người khác, bởi vì như thế là bất trung bất nghĩa. Kéo theo người khác là bất trung bất nghĩa. Bất nghĩa là gì? Bất nghĩa là bạn đến và chia rẽ người ta. Bất trung là bạn phản lại chủ. Đúng không? Thà rằng bạn đi ra một mình, bạn thấy là cái người đó không đủ làm chủ của bạn, không đủ làm lãnh đạo của bạn, đi ra một mình và đã tìm cho bạn cái người lãnh đạo tốt hơn. Đấy, hoặc là bạn thấy là bạn tự mình làm lãnh đạo rồi tự kêu gọi mọi người, tự kêu gọi người khác, tự kêu gọi, tự xây dựng cộng đồng riêng cho mình. Đấy, cộng đồng riêng cho mình thì đấy mới được, thì đấy mới gọi là người tốt, thì đấy mới gọi là người tốt. Khi Hạng Vũ nói với Lưu Bang, tại sao huynh phản tôi? Lưu Bang nói với Hạng Vũ rằng, ta là Hán Vương, còn đệ là Sở Vương, thì đều là Vương. Tại sao lại nói ta phản đệ được, ta lại phản Sở Vương được? Thì Sở Vương không nói gì nữa. Thì ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là Hạng Vũ xây dựng được quyền thế cho mình, Lưu Bang cũng làm được điều đó. Mới có quyền chinh chiến nhau, không ai phản ai ở đây cả. Lúc diệt Tần là lúc tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực để diệt nhà Tần. Lưu Bang ít người hơn, thế thấp hơn thì đi theo Hạng Vũ, rồi khi được phong vương rồi tách ra khỏi Hạng Vũ, chứ không phải là phản lại Hạng Vũ. Lưu Bang ở đây là mang tính chất là quên tình cũ, đáng nhẽ cái vị trí của Hạng Vũ là vị trí của Hán Vương, cướp lại vị trí của mình để đi đến cái vị trí cao hơn, để giải thoát cái người nhà mình đang làm con tin. Đó, thì phải vượt lên. Và bạn hiểu là Hàn Tín không thể làm được như Lưu Bang và càng không thể làm được như Hạng Vũ. Thì cho nên là các bạn phải hiểu là nếu như các bạn đang rơi vào tình trạng như Hàn Tín, thì nó khuyên thật các bạn đừng giở trò bất trung, đừng bao giờ giở trò bất nghĩa. Là các bạn đi vào, các bạn lôi kéo một số lượng người ta ra, các bạn đi ra, phá tan cái nhóm người ta xong bạn đi ra, đấy là trò bất nghĩa. Và đi ra rồi các bạn lại phản lại người ta, đó là trò bất trung. Không ai được làm như thế. Ngọc khuyên các bạn không được làm như thế. Đó là cái bài học của Hàn Tín. Bởi vì nếu các bạn giống như Hàn Tín mà không trung thành thì các bạn sẽ bị vùi dập. Nhờ cái người quân chủ đó, nhờ cái người chủ đó, ta nhấc mình lên cái vị trí này. Đúng không? Nhấc lên mình lên vị trí này. Mình có thể không cần vị trí này nữa thì mình bỏ đi. Chứ đừng lấy cái vị trí này mà nói là tôi đáng nhẽ được hưởng nhiều hơn, rồi bắt cái người chủ của mình phải cho mình nhiều hơn. Thì nó không đúng. Mình cảm giác là người ta cho mình ít quá thì mình nghỉ đi, mình bỏ đi, đúng không? Mình làm công ty khác đi, mình ra cộng đồng khác đi, mình ở nơi khác đi, đúng không? Mình tìm cái chỗ khác để phát triển đi. Đừng có ở đó mà nói là hãy tăng lương cho tôi, hãy cho tôi thế này thế khác. Người ta chỉ cho bạn như thế thôi. Bạn tốt nhất đi chọn chủ khác. Thì đấy là cái mà độc quyền các bạn. Chứ đừng có phản chủ. Đấy là cái thứ nhất đấy là có nghĩa là nhân vật Hàn Tín đọc nhiều sách học nhiều chữ thì nhân vật Hàn Tín có thể hiểu được, không làm trò bất trung bất nghĩa đấy, cố gắng giữ cho mình được trong sạch và cố gắng mong ước được làm đại vương, được chia phần lãnh thổ, và đó là cái tham vọng, cái ước mơ của Hàn Tín. Nhưng Hàn Tín lại làm mất điều đó. Cái tài của Hàn Tín, cái giỏi của Hàn Tín xứng đáng được làm đại vương. Nhưng mà cái yếu điểm của Hàn Tín đó là kiêu căng, kiêu ngạo giống như Hạng Vũ. Hạng Vũ kiêu ngạo, Hạng Vũ kiêu căng. Hạng Vũ là người đánh được người khác, có tài lãnh đạo kéo được người khác theo mình. Thì ông kiêu căng, nhưng mà cái lỗi kiêu căng đó đã khiến cho Hạng Vũ thua Lưu Bang, đã khiến cho Hạng Vũ
thua Lưu Bang, đã khiến cho Trần Bình, đã khiến cho Trương Lương không đi theo. Và khi Hạng Vũ chết là bởi vì Hạng Vũ là người có cái tính chất hung bạo, giết người dã man quá, chôn sống 20 vạn quân dã man quá. Thì đấy là cái hung bạo của Hạng Vũ mà Hạng Vũ chết. Nhưng mà cái mà Hàn Tín chết ấy, cái mà Hàn Tín chết đó là sự kiêu căng, sự kiêu ngạo. Đó là mình là đầy tớ của người khác, mình là người dưới quyền của người khác, mình đã là đến chức đại vương rồi, của vua rồi, mình đã đến chức đại vương của nhà Hán rồi, nhưng mà trước mặt vua lúc nào cũng ra mặt ta đây, lúc nào cũng tinh tướng, lúc nào cũng kiêu hãnh, lúc nào cũng thể hiện là ta là giỏi hơn vua, ta là giỏi hơn vua, lúc nào cũng thể hiện như vậy và bộc lộ cái điều này rõ ràng trước mọi người là ta là người giỏi hơn vua. Và các bạn biết rằng chắc chắn là Lưu Bang là người không thể giỏi bằng Hàn Tín thôi. Thì Lưu Bang sẽ sợ Hàn Tín, sợ Hàn Tín sẽ một ngày nào đó sẽ cướp những cái ngai vàng của mình. Cho nên là Lưu Bang phải ra kế trước. Đáng nhẽ ra như một người Hàn Tín đã biết là mình như thế rồi, mình là giỏi thế rồi, mình phải lấy lòng Lưu Bang bằng cách khiêm nhường, sống hạ mình, khiêm tốn, hoặc là bắt chước như Lưu Bị trồng rau trước mặt Tào Tháo đấy, để biết rằng mình tỏ cái lòng chung với lại bề trên. Mình đã là thấp hơn người ta đã là chủ của mình, thì người ta phải có cái danh dự người ta phải có cái địa vị người ta. Mình cứ lúc nào cũng giỏi hơn, ta giỏi hơn, ta giỏi hơn, mình lúc nào cũng thể hiện cái điều đó. Thể hiện điều đó có nghĩa là mình đã không tôn trọng chủ mình, mình đã không tôn trọng cái người mình phục vụ họ, mình đã không tôn trọng người bề trên của mình, đúng không? Thì tất nhiên họ sẽ phải vùi dập mình thôi, họ sẽ phải vùi dập mình. Và cái điều đáng tiếc là Hàn Tín chết và dẫn theo cả gia đình chết. Đấy là điều đáng tiếc của Hàn Tín. Mặc dù đã bỏ bao nhiêu công sức giúp cho Lưu Bang trở thành Hán đế. Nếu như mà không có Hàn Tín thì Lưu Bang sẽ không bao giờ trở thành Hán đế được. Lưu Bang vẫn phải vì cái tham vọng của mình, cái lợi ích của mình, chắc chắn sẽ phải vùi dập Hàn Tín. Đấy, mặc dù là công ông lớn nhưng mà ông lại quá kiêu căng. Ông làm như vậy thì chẳng khác gì ông đe dọa ngai vàng của tôi sẽ mất. Thì nói như vậy là để cho các bạn hiểu được rằng con người, các bạn phải biết mình là ai và phải xử sự đúng với cái vị trí của mình đang có trong hội thánh hay là trong bất cứ một cộng đồng nào, một nhóm người nào. Bạn nên tôn trọng người khác hơn chính mình, bạn sẽ được người khác tôn trọng. Đừng nghĩ là bạn lập được ít công trạng, đừng nghĩ là mình như thế này thế kia thế khác mình đáng được tôn vinh, mình đáng, tất nhiên là mình đáng, nhưng mình phải biết nhường cái điều đó cho người khác. Khiêm nhường chính là mình đang tôn vinh mình đấy. Nói thế để cho các bạn hình dung ra, đừng lúc nào cũng xăm là chứng minh là mình giỏi hơn người khác, mà đặc biệt là chứng minh mình giỏi hơn cái người lãnh đạo của mình, nên là rất nguy hiểm cho cái tương lai của mình. Thật ra nhân vật Khoái Triệt đã nhìn thấy nhân vật Hàn Tín rồi, là nhân vật tài giỏi, nhân vật Khoái Triệt đã nhìn thấy rồi, và nhân vật Khoái Triệt dường như đã hiểu được cái tính nết, cái yếu điểm của Hàn Tín đó là kiêu căng rồi. Nên ông khuyên 5 lần 7 lượt, khuyên rất nhiều là Hàn Tín hãy phản lại nhà Hán đi, để sau này không phải chết bởi vì cái tính nết của ông như vậy. Thế nhưng mà Hàn Tín không làm theo lời Khoái Triệt, và Khoái Triệt đã bỏ Hàn Tín mà đi, bởi vì chắc chắn biết rằng Hàn Tín sau này sẽ chết, là người có cái lòng kiêu hãnh quá lớn. Đấy là cái bài học của nhân vật Hàn Tín. Nếu như bạn thật sự tài giỏi thì hãy tự mình xây dựng nên thế chiến của mình, tự mình đi chiêu mộ mọi người khác để cùng mình làm việc. Nếu như bạn thật sự giỏi, còn nếu như bạn đã không làm được cái điều đó, không chiêu mộ được người khác ấy, thì hãy để cho người khác chiêu mộ bạn. Và khi đã ở trong cái cộng đồng của người khác và chịu phục dưới người lãnh đạo đó, thì hãy tôn trọng người đó. Cái bài học rất quan trọng. Nếu bạn không tôn trọng người đó thì người đó sẽ vùi dập bạn. Còn nếu như bạn cảm giác là bạn không thể tôn trọng người đó được, bởi vì bạn biết là người đó thấp kém hơn bạn rất là nhiều, thì hãy âm thầm hoặc nói những lời lịch sự tốt đẹp nhất để đi ra khỏi cái nhóm đó, đi ra khỏi cái vị trí đó,
đi ra khỏi cái cộng đồng đó một cách vinh dự nhất, từ bỏ tất cả những gì người ta đã mang đến cho bạn và quên đi những công trạng bạn đã làm trong cái cộng đồng đó để đi tìm một người chủ khác tốt hơn, biết trọng dụng bạn hơn, biết nâng bạn lên hơn. Chứ không như Hàn Tín mãi mãi đeo đuổi ước mong làm đại vương nhưng mà lại không sửa đổi tính nết của mình để rồi phải chết. Còn thật ra để như Hàn Tín biết khiêm nhường hơn thì tốt hơn, hoặc là khi mà Hán Đế đã ra một cái dạ tâm, đã ra cái dạ tâm là lừa Hàn Tín để hủy cái chức vụ đại vương của Hàn Tín ấy, thì tốt nhất Hàn Tín nên từ chức trở về quê tốt hơn, bởi vì đất nước bình yên rồi cũng chẳng cần đến Hàn Tín nữa. Hàn Tín nên từ bỏ sống cuộc sống hưởng thụ vui chơi qua ngày tốt hơn là tham vọng. Bởi vì có tham có được đâu, bởi vì nếu như thật sự ông tham được thì ông đã chiêu mộ được người khác từ lúc Lưu Bang và Hàn Vũ cũng chiêu mộ được người khác rồi đấy, thì mình phải hiểu được cái địa vị của mình như vậy, đừng tham vọng quá nhiều hoặc mình cảm giác là mình không thể lớn nhất được và mình không chịu được cái cảm xúc mà lớn nhất là có tốt nhất là bỏ đi cho đi thì tốt nhất là như vậy. Thì đó, sống giành giật nhau làm cái gì, đúng không, sống giành giật nhau làm cái gì để rồi hai bên đều khổ ra. Nếu như những cái điều đó thật sự nó thuộc về mình thì trời chỉ cho mình. Đúng như Lưu Bang có được mọi thứ rất là dễ dàng đấy, thì nói như vậy các bạn có thể hình dung ra cái nhân vật Hàn Tín là một nhân vật độc nhĩ, là một nhân vật đáng thương, cái nết kiêu căng kiêu hãnh không sửa được mà bị chết, bao nhiêu công trạng xóa bỏ mọi thứ không được hưởng cái gì, ngay cả cái cũng không có con cháu để mà nối dõi thừa kế được những cái gì mà Hàn Tín đã làm. Thì đúng là dân dân thì đúng thật sự là nhân vật Hàn Tín rất là đáng thương vô cùng các bạn, thì ước mong là các bạn đừng rơi vào cái tình trạng Hàn Tín đáng thương nhé. Con người nếu đã không có được thì nên bỏ hẳn. Cuộc đời chúng ta sống để lưu danh thiên hạ chứ không phải là vì quyền lợi địa vị tiền bạc, làm cái gì cái đấy nó dễ cướp đi tính mạng người ta, lắm. Thì đó là cái mà Lộc muốn chia sẻ các bạn, bởi vì những gì chúng ta làm ấy nó còn ý nghĩa cho con cháu chúng ta, ý nghĩa cho đời sau chúng ta nữa. Thì Lộc ước mong là các bạn sẽ có những cái bài học nó tốt hơn hoặc là đầy đủ hơn các môn ở những video này, và nếu như bạn nào chưa hiểu thì hãy cứ nhắn tin cho Lộc và chúng ta sẽ và Lộc sẽ cố gắng giúp đỡ cho các bạn học được cái bài học này. Và Lộc xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này và xin hẹn gặp lại các bạn từ video tiếp theo.